cuộc chiến nào cũng có lúc thắng lúc thua, đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng rồi, sau mỗi trận đánh, kinh nghiệm phải được rút ra để làm bài học cho các trận đánh tiếp theo. Từ trận đánh thất bại đó, các cấp chỉ huy đã tập trung binh lực với quy mô lớn hơn, đã lên đến cấp quân khu để tiến đánh dứt điểm cụm cứ điểm này vào ngày 25 tháng 3 năm 1984. Thêm một lần nữa, xương máu của các đồng đội toàn quân khu 5 đã đổ xuống nơi tử địa này mới giành được thắng lợi. Từ đây, mở ra một giai đoạn mới trong chiến lược quân sự. Ta liên tiếp triển khai các chiến dịch với quy mô lớn nhằm san bằng các cứ điểm của địch dọc biên giới Thái Lan, Campuchia và các hang ổ của Pol Pot trong nội địa, làm suy yếu và từng bước xóa bỏ các lực lượng đối lập. Cùng lúc, hỗ trợ xây dựng chính quyền và quân đội bạn ngày càng lớn mạnh, đủ sức trấn giữ biên cương, bảo vệ vững chắc thành quả đã đạt được, để quân tình nguyện Việt Nam nói chung, mặt trận 579 nói riêng, hoàn thành nghĩa vụ quốc tế ca khúc khải hoàn trở về Tổ quốc. Đáng lý ra, tôi không viết về trận chiến bi hùng này vì nó khơi lại nỗi đau thương trong đồng đội chúng ta. Nhưng nghĩ lại, nếu không ghi lại những gì thực tế lịch sử đã diễn ra là chúng tôi có tội với anh linh của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận đánh bi hùng năm xưa. Các anh, những chiến binh quả cảm, đã anh dũng hy sinh để chúng tôi được sống. Các anh xứng danh là những anh hùng bất tử trong lòng đồng đội. Ngày mùng 3 tháng 4 1983, nhằm ngày 20 tháng 2 âm lịch hàng năm, có thể xem là ngày giỗ trận cho những người đồng đội đã hy sinh trong trận đánh này. Những người lính sư đoàn 307 nhớ mãi về các anh. Nhạc trưởng. Trong các trận đánh tôi từng tham chiến, có 3 trận đánh mà cánh pháo binh đã làm cho cánh lính bộ binh chúng tôi rất ấn tượng. Các đồng đội đã từng tham gia trận đánh ngày mùng 3 tháng 4 1983 vẫn còn nhớ: khi không có nước, sức chiến đấu đã mất, mạnh ai nấy đi, rút lui trong tuyệt vọng. 2 ngày đêm năm đó, anh em pháo binh trung đoàn 576 và pháo phòng không 37 ly đã gồng mình bắn liên tiếp vào trận địa địch, cả pháo sáng, với mục đích cuối cùng để cho cánh quân theo tiếng đề pa của pháo mà rút ra với quân mình. Những nỗ lực hết mình ấy của anh em pháo binh đã góp phần cứu sống bao nhiêu đồng đội trong trận khát nước oan nghiệt ấy. Nhớ những năm 83, lúc đó tôi ở đại đội 10 tiểu đoàn 3, địch dùng hỏa tiễn H-12 từ bên kia cao điểm A-1 Thái Lan bắn vào đội hình tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 3. Chúng bắn đến nỗi chúng tôi nghe tiếng H-12 bay kêu như bò giống, nổ cách đơn vị vài chục mét. Lính ta chán không thèm xuống hầm, cứ nghĩ bắn chưa chắc gì trúng, trúng chưa chắc gì chết. Giờ nghĩ lại, hồi ấy sao liều mạng đến vậy? Những lần địch bắn phá đó, đại đội 13 đã phản pháo đôi quả, gọi là đáp trả. Nghe tiếng nổ ấy, chúng tôi thấy thích thú vô cùng. Phải chăng những lần phản pháo của C-13, E-95 ấy, địch khiếp sợ, mà sau này chúng không còn bắn vào các đơn vị nữa. Trong các trận đánh, nhất là trận đánh núi Cụt, cao điểm 677 lần 2 vào tháng 12 năm 1984, do bị lộ, yếu tố bất ngờ không còn, địch bung ra giao thông hào chống trả quyết liệt, gây thương vong cho tiểu đoàn 3. Chúng tôi phải lợi dụng địa hình đánh nhau với địch suốt cả ngày hôm đó. Trong thời khắc vô cùng khó khăn, các loại pháo cối luôn đi cùng bộ binh chúng tôi. Pháo trung đoàn, sư đoàn thi nhau nã vào trận địa, làm cho địch khiếp vía phải chui vào hầm ẩn núp, giúp cánh bộ binh chúng tôi đỡ thương vong hơn. Sự chi viện của các đồng đội pháo cối
Chỉ có cánh lính bộ binh đối đầu trực diện với địch mới biết. Khi các anh mở màn cho trận đánh, bắn phá trận địa địch, gây thương vong và gieo rắc hoang mang cho chúng, lúc chuyển làn cùng DKZ 12 ly 7, cất nòng bắn chi viện, cũng là lúc bộ binh chúng tôi xung phong chiếm lĩnh trận địa. Chiến công của các anh, cánh lính bộ binh ghi nhận nhiều nhất. Các anh cùng các đơn vị khác đã chia lửa với chúng tôi rất nhiều qua từng trận đánh, thắng có, thua có. Pháo binh các anh xứng đáng là nhạc trưởng lĩnh sướng trong dàn giao hưởng muôn vàn tiếng súng của bộ binh cùng lúc tấn công tiêu diệt kẻ thù. Những chiến công ấy không dành riêng cho ai cả, nên dành thắng lợi ấy cho các đồng đội đã nằm xuống và những thương binh, bệnh binh, những người đã bỏ lại một phần thân thể nơi chiến trường mang nỗi đau thể xác mãi đến bây giờ. Trận đánh núi Cụt cao điểm 677 lần thứ nhất. Sau trận đánh cụm cứ điểm 547 ngày mùng 3 tháng 4 năm 1983 thất bại vì thiếu nước, đồng đội hy sinh nhiều, tất cả các đơn vị trở lại hậu cứ. Nỗi buồn bao trùm lên tất cả cán bộ chiến sĩ sư đoàn 307, anh em trung đoàn 95 cũng vậy. Quân số trung đoàn bị tổn thất nhiều sau trận đánh. Tiểu đoàn 3 là đơn vị bị thiếu hụt lực lượng nhiều nhất. Quân lực trung đoàn phải rút quân số khác của toàn trung đoàn bổ sung lực lượng cho tiểu đoàn 3. Thời đó, mỗi đại đội chiến đấu của trung đoàn nhiều lắm không quá 40 tay súng. Bấy giờ lại hao hụt quân số qua từng trận đánh. Số đau bệnh đi viện, số anh em nhập ngũ trước được cấp trên giải quyết theo chế độ phục viên về nước, nên quân số càng thiếu trầm trọng. Thế hệ nhập ngũ 78-79 về nước để lại ít nhiều sự trống vắng và hụt hẫng kinh nghiệm chiến trận cho lớp chúng tôi. Rồi chúng tôi cũng phải sống và chiến đấu, tập luyện sự thích nghi với cuộc chiến khi thiếu vắng lớp đàn anh đi trước. Và chúng tôi còn phải cố quên đi trận khát nước ngày mùng 3 tháng 4 năm 1983. Tất cả chuẩn bị tinh thần cho trận đánh núi Cụt lần thứ nhất. Rút kinh nghiệm từ những trận đánh 547 vừa qua, lần này lực lượng trinh sát trung đoàn đi điều nghiên thực địa, nơi địch ở thật kỹ càng, đặc biệt chú ý nơi bọn Sereka bố phòng để nắm rõ quy luật đi lại của chúng. Thời gian đó, những cánh lính bộ binh chúng tôi được chuẩn bị những gì tốt nhất cho trận đánh. Từ vũ khí đạn dược, tư tưởng, quân số của các đơn vị khác bổ sung cho tiểu đoàn 3 nhằm kiện toàn lại lực lượng. Núi Cụt, cao điểm 677, nơi xảy ra hai trận đánh có sự tham chiến của Trung đoàn 95, Sư đoàn 307 và Tiểu đoàn Đặc công 407. Lực lượng tham chiến lần này, theo tôi được biết, gồm Tiểu đoàn 2 có Đại đội 7, Đại đội 6, Đại đội 8, cùng các bộ phận cơ hữu do anh Hà Huy Hiệp, tiểu đoàn trưởng chỉ huy. Riêng tiểu đoàn 3 đủ, chỉ để lại một số rất ít giữ chốt 300 và hậu cứ. Tiểu đoàn 3 do anh Lê Quang Đê chỉ huy. Đại đội 9 do anh Trần Nở và anh Hoàng Long Giang chỉ huy. Đại đội 10 do anh Triệu Đình Chuyên chỉ huy. Đại đội 12 do anh Vinh chỉ huy. Đại đội 11 tôi không rõ. Lực lượng trung đoàn do anh Trịnh Minh Hổ chỉ huy cùng các bộ phận khác của trung đoàn gồm Đại đội 13 cối, Đại đội 21 trinh sát, Đại đội 16 hỏa lực, Đại đội 15 công binh, Đại đội 17 thông tin, Đại đội 19 vận tải, bộ phận phẫu thuật Đại đội 18 cùng vệ binh trung đoàn và các bộ phận khác. Tôi nhớ ngày 23 tháng 8 năm 1983, chúng tôi kiểm tra lại toàn bộ những gì cần thiết nhất mang theo cho trận đánh lần cuối cùng. 5 giờ chiều cùng ngày, trong cơn mưa phùn của tiết trời tháng 8 se lạnh, tiểu đoàn 3 chúng tôi lặng lẽ rời hậu cứ, hành quân về hướng tiểu đoàn 2 gần cao điểm 428, hội tụ cùng các đơn vị tham chiến, được cấp trên quán triệt nhiệm vụ lần cuối.
Ngày 26 tháng 8 năm 1983, chúng tôi xuất phát. Đến tối 27, chúng tôi nghỉ tại vị trí tập kết là một tảng đá vô cùng lớn. Từ nơi này, trinh sát trung đoàn và tiểu đoàn dẫn các đại đội tiềm nhập vào mục tiêu đã định. Khuya 28 tháng 8 năm 1983, trong lúc tiềm nhập, đại đội 9 và đại đội 10 đi cùng một hướng. Không biết tại sao, anh Thành Toác, người Bình Định, nhập ngũ 1980, dẫn đại đội 9 đi nhầm vị trí triển khai của đại đội 9 và đại đội 10 lọt vào tới giao thông hào của địch. Tôi còn nhớ mãi câu nói anh Hoàng Long Giang la anh Thành Toác trinh sát 21. Chúng mày giết tụi tao hả? Anh giận quá, đòi bắn anh Thành Toác. Sau đó, lực lượng trinh sát tìm lại phương hướng, dẫn các lực lượng tiềm nhập vào đúng vị trí đã quy định. Có một điều rất lạ là khi các lực lượng chúng tôi vào sát doanh trại của địch, sát đến nỗi nhìn thấy chúng treo võng ngủ la liệt trong hội trường và các lán trại, mà không một trạm gác nào phát hiện ra. Khả năng chúng tụ tập về đây rất đông để làm nhiệm vụ gì đó, hay là do ăn nhậu quá mà quên phân công gác. Cũng có thể địch chủ quan cho rằng mùa mưa đi lại khó khăn, ta không thể di chuyển lực lượng lớn đánh chúng. Đây là yếu tố bất ngờ mà các cấp chỉ huy vạch ra phương án này. Trở lại câu chuyện, khi chúng tôi vào sát doanh trại địch theo đúng ý định rồi, lúc 5 giờ sáng, từ sở chỉ huy trung đoàn, một phát pháo lệnh bắn lên, chúng tôi đồng loạt nổ súng tấn công. Tất cả hỏa lực xung lực bắn xối xả vào doanh trại địch. Khoảng 5 phút sau, khẩu đội 12 ly 7 đi cùng đại đội 10 cất nòng bắn lên trời uy hiếp. Anh Chuyên lệnh chúng tôi xung phong cùng các mũi của các đơn vị. Lúc đó, tôi thấy Hoàng bên bộ phận thông tin thu hồi dây hữu tuyến để theo bộ phận xung phong. Hoàng cuốn không kịp. Tôi rút dao chặt đứt đường dây rồi bảo, đồng hương theo nhanh đội hình không thì lạc là mất tích đó. Chúng tôi vừa bắn vừa hô xung phong vào bắt liên lạc với các mũi tấn công, nhanh chóng ảo thanh trận địa, làm chủ trận địa rồi rút ra. Hướng tiểu đoàn 2 cũng làm chủ được mục tiêu được giao. Khi tấn công, anh Lê Lung, người Phú Cát, Bình Định, ở đại đội 6 tiểu đoàn 2, lúc đó là trung đội trưởng, cầm khẩu B-40 bắn vào đội hình địch. Không ngờ tầm phụt hậu của khẩu B-40 làm anh Thêm, hiện ở xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, Bình Định, bị thương hư một con mắt. Anh Phạm Bá Ba ở tiểu đoàn 2 có bắt được một thằng tù binh, mắc cười vì nó lấy thuốc đỏ bôi đầy trên người, giả chết. Sau này là chuyện anh em phải vất vả gùi những quả đạn 120 trở về vì trong trận đánh, bộ binh đã giải quyết xong trận địa nên không cần pháo cối chi viện nữa. Bên anh Châu Thái Phi không bắn quả nào. Sau 30 phút chiếm được trận địa, được lệnh của chỉ huy trung đoàn, chúng tôi hủy hoàn toàn hậu cứ địch, rồi theo trinh sát dẫn đường rút lui về hậu cứ trong một ngày mưa tầm tã. Rút kinh nghiệm sau trận đánh, chúng tôi mới biết đã tiêu diệt tiểu đoàn 777 Serica, chiếm giữ cao điểm này, thu khá nhiều vũ khí đạn dược, phá hủy hoàn toàn cứ điểm của chúng, trả thù một phần nào cho cán bộ chiến sĩ sư đoàn 307 trong trận đánh vào cụm cứ điểm 547 lần thứ 3, trận đánh bi hùng nhất của sư đoàn 307 ngày mùng 3 tháng 4 1983. Kẻ thù giấu mặt. Không biết từ bao giờ con người tìm được công thức thuốc nổ đen và nhà khoa học Nobel nghiên cứu ra chất nổ không khói, để rồi từ đó con người tiếp tục chế tạo ra các loại vũ khí. Tôi từng nghĩ, có thể điều tôi nghĩ là thiển cận. Những loại vũ khí hiện đại đó phục vụ cho cuộc sống thì ít, mà tàn sát con người thì vô cùng kinh khủng. Nó không thơ mộng và cực kỳ hữu hiệu như chiếc nỏ làm từ móng rùa mà thần Kim Quy tặng cho An Dương Vương, có thể bắn một phát
chết hàng trăm tên giặc ngoại xâm hiếu chiến. Âm thanh của loại vũ khí hiện đại ngày nay phát ra không thể du dương huyễn hoặc kẻ địch, bỏ vũ khí xuống và ngủ quên như chiếc đàn thần của Thạch Sanh. Hóa ra, những thứ vũ khí tuyệt vời kia chỉ có trong truyện cổ tích Việt Nam với tư tưởng nhân văn mới có thể chế tác ra được loại vũ khí đó. Thứ vũ khí hiện đại mới với tên gọi kẻ thù giấu mặt tôi sắp kể ra đây chính là mìn, mìn của lính Pol Pot. Kể từ ngày gia nhập về 307, tôi thường nghe các lớp đàn anh bảo rằng lính tráng sợ nhất là kẻ thù giấu mặt này. Nó âm thầm chui lùi khắp mọi ngõ ngách trên trận địa, không theo một quy luật nào như cái kiểu của bọn lính Pol Pot. Thích thì gài vậy. Vì điều đó mà cánh lính trinh sát, những người khua xương đá mìn, chịu nhiều thương vong nhất. Lần đầu tiên trong đời lính, một đêm khuya tháng 2 năm 1983, tôi chứng kiến hai chiến sĩ trinh sát C-21, trung đoàn 95 được đưa về nhà xác trung đoàn. Hai anh đi địa hình chuẩn bị cho trận đánh 547 lần 3, trận khát nước. Rồi vướng mìn của bọn Pot, hai anh hy sinh mà thân thể tan nát, quá sức đau lòng. Lúc đó, Thủ trưởng Trịnh Minh Hổ lệnh cho tôi và đồng đội Tránh, hiện ở Tây Sơn, Bình Định, vào nhà xác thắp một nén nhang cho đồng đội. Chứng kiến các anh hy sinh thật buồn, thật xót xa. Và cũng là lần đầu tiên tôi biết thế nào là sự tàn khốc của chiến tranh. Sau này, khi đã trải qua nhiều trận đánh, cánh lính bộ binh chúng tôi không bao giờ ngán kẻ thù bằng xương bằng thịt trước mắt khi đối đầu với nhau, nhưng lại ngán tên sát thủ thầm lặng này. Thường thì bộ binh đánh vào cứ điểm địch, nếu lọt vào bãi mìn thì chỉ còn nước chấp nhận. Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây. Nghĩ lại mà thương cho các đồng đội sư 307 chốt giữ cứ điểm 547, gọi là cái rốn mìn. Kể từ khi quân ta chiếm được cứ điểm này, ngoài chuyện bị ăn pháo tập kích, anh em còn bị thương vong rất lớn khi phải dò gỡ cả bãi mìn dày đặc để thông tuyến cho xe pháo bộ binh vào đúng vị trí chiến đấu. Công binh và lính trinh sát thường xuyên phải đối đầu với kẻ thù giấu mặt này. Việc gỡ mìn nhọc nhằn và quá sức căng thẳng, sơ sẩy làm mất mạng không kịp một lời trăn trối. Lính bộ chúng tôi biết ơn các anh đã nhận lãnh phần nguy hiểm nhất để cho chúng tôi khi lâm trận đỡ thương vong. Và còn phải kể đến các đồng đội tuần đường chịu nhiều thiệt thòi gian khổ để thông đường cho những chuyến xe vận chuyển lương thực, thực phẩm, nuôi sống cả sư đoàn đang chiến đấu. Tôi nhớ buổi sáng đánh trận ngã ba biên khi K3 chúng tôi tấn công đồn địch từ cao điểm 612 xuống suối, bắt và diệt rất nhiều lính Pol Pot. Tầm 9 giờ sáng, tôi dẫn trung đội 3 tiến lên cao điểm 531. Trước đó, địch ở cao điểm này bắn xối xả vào đội hình C9 nhằm giải vây cho đồng đội của chúng đang bị cô lập. Tôi đi trước đội hình 20 mét. Khi vừa lên gần tới cao điểm, một tiếng nổ khô khốc vang lên, khói bụi bao trùm mù mịt. Theo phản xạ, tôi thụp xuống núp vào gốc cây, còn nghe phía sau đồng đội mình la lên: "Chúng bị mìn rồi, lên tìm khiêng xuống." Rồi tôi tiếp tục vượt lên thì thấy một lính Pot nữ còn trẻ, tay ôm cái chân bị thương rên rỉ. Lúc nãy, vì phát hiện ra tôi, nữ lính Pot này bỏ chạy và bị dính mìn do chính quân Pot gài lại. Thật éo le, xui cho cô này nhưng mà quá may cho tôi. Nếu không thì khả năng tôi đạp phải quả mìn này rất cao. Chiến tranh giống như một trò chơi tàn nhẫn, trong đó có phần may rủi là như vậy. Tôi rút băng cá nhân
băng lại vết thương cho cô gái này và để lại một ít gạo sấy, mì tôm và nước uống. Dù là kẻ thù đối đầu, nhưng tình người và lòng nhân đạo đã thôi thúc tôi làm việc ấy. Cũng không nói gì, tôi lặng lặng lui xuống. Khi các đồng đội thấy tôi còn sống quay lại, mừng quá, anh em ôm nhau khóc. Không chỉ may mắn lần đó, khi đánh xong núi Hồng vào năm 1985, toàn bộ trung đoàn 95 rút về Tà Peng đóng quân. Đơn vị đi càn quét khu vực cầu cháy, núi Cu Leng. Tôi cũng đạp phải loại mìn 652A. May mắn sao, nó cũng không nổ. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại những lần chứng kiến đồng đội tử vong, thân thể đứt lìa vì mìn, những người còn sống với cánh tay cẳng chân còn lại một nửa, trí nhớ và sức khỏe cũng chỉ còn có một nửa, chỉ có nỗi đau đớn tinh thần và thể xác là nhân lên gấp bội. Lòng tôi không sao tránh được cảm xúc bùi ngùi, đau đớn về một nỗi buồn chiến tranh mà tôi đã đi qua. Trận đánh cụm cứ điểm 547 lần thứ tư tạo thế xoay chuyển cục diện chiến trường Đông Bắc Campuchia. Trận đánh núi Cụt lần thứ nhất ngày 14 tháng 8 năm 1983 thắng lợi, Trung đoàn 95, Sư đoàn 307 chúng tôi sang bằng cứ điểm này trả thù cho cán bộ chiến sĩ hy sinh trong trận khát nước ngày 3 tháng 4 năm 1983 lần 3 ở cao điểm 547. Tiểu đoàn 3 trong đội hình Trung đoàn 95 rút về hậu cứ, đóng dưới chân chùa Bredvihia tạm nghỉ ngơi. Việc đầu tiên phải làm là cùng lao ra suối tắm rửa cho sạch sẽ sau gần một tuần vừa hành quân vừa đánh trận. Thằng nào thằng nấy hôi như cú. Dòng suối mùa mưa tháng 8 năm ấy sao mà mát lạnh đến như vậy. Nhìn dòng nước chảy mà chạnh lòng. Phải chi trận đánh ngày 3 tháng 4 năm 1983, Sư đoàn 307 mỗi hướng rút ra gặp được một dòng suối như vậy, thì đâu đến nỗi nhiều đồng đội phải chết khát vì không có nước uống. Việc thứ hai là bằng mọi giá tìm cho ra một tí rượu. Nếu không có rượu, lại y tá xin chút cồn pha với nước loãng làm rượu, rót ra bát sắt, rồi quây quần lại với nhau, uống đi các hương. Uống thôi, không có chúc mừng gì hết, chỉ hiểu ngầm với nhau, bát rượu cồn pha nước này là một lời chào trước khi bước vào trận mới. Không bao giờ nói chia tay, dù biết rằng ngày mai trong trận đánh đó sẽ có kẻ còn người mất. Đánh trận xong, trở về hậu cứ, đặt ba lô xuống giường là biết mình còn sống. Vậy là gom lại với nhau, uống thôi. Ngày mai sẽ còn nhiều trận đánh đẫm máu nữa đang chờ chúng ta. Mỗi trận đánh sẽ mất đi bao nhiêu thằng nữa đây? 7 tháng sau đó, tiểu đoàn 3 chuẩn bị nhân lực, tài lực cho trận đánh 547 lần thứ tư. Trước trận khát nước, ngày 27 tháng 1 năm 1983, tiểu đoàn 3 trong đội hình Trung đoàn 95 tấn công cứ điểm 547 này, giành thắng lợi chớp nhoáng rồi rút ra. Trận này bị địch dùng hỏa lực bắn chặn, dù có thắng nhưng cũng thương vong một số đồng đội. Những ngày chuẩn bị cho trận đánh đó, chúng tôi nhận mỗi thằng 5-7 hộp thịt để bồi dưỡng. Loại hộp mà tôi nhớ, nó được khoảng 4 lạng thịt, hộp cao khoảng 1 gang tay, nghe nói sản xuất ở Hải Phòng. Khui ra, thịt mỡ nhiều hơn thịt nạc, mà ngày thường trong mỗi bữa ăn, mỗi đại đội chúng tôi được nuôi quân khui ra đúng một lon, pha vào nước, bỏ thêm chút bột canh, nấu sôi lên, chia đều cho 30 mấy tay súng trong một bữa ăn. Giờ nghĩ lại, ngày đó sao chúng tôi thiếu thốn khổ sở đến thế? Vậy mà chúng tôi vẫn sống, vẫn chiến đấu với tinh thần thép của người lính để hoàn thành nhiệm vụ, hy vọng sống để trở về Tổ quốc. Mọi thứ chuẩn bị đã sẵn sàng cho trận đánh.
Lực lượng tham chiến lần này gồm sư đoàn 307 được tăng cường thêm trung đoàn 687 biên phòng do sư trưởng Lê An chỉ huy và các đơn vị pháo trong toàn mặt trận. Cùng các đơn vị phục vụ chiến đấu, sư đoàn 2 được tăng cường một tiểu đoàn tăng thiết giáp, chỉ huy sư đoàn là sư trưởng Trương Hồng Anh. Sư đoàn 315 do sư trưởng Lê Lung chỉ huy, các toán trinh sát của các trung đoàn 95, 29, 86 và tiểu đoàn 21 trinh sát của sư đoàn phối hợp với trinh sát sư đoàn 2, trinh sát sư đoàn 315 cùng đặc công 407, trinh sát 32 của mặt trận 579 được tung vào chiến địa 547, điều tra, nghiên cứu thật kỹ càng các mục tiêu đã được các cấp chỉ huy đánh dấu trên bản đồ. Cụm cứ điểm 547 của POT đã được định đoạt. Về hướng trinh sát của Trung đoàn 95, kết hợp với trinh sát Sư đoàn 307 và trinh sát pháo Đại đội 13, đơn vị của anh Châu Thái Phi do anh Nguyễn Đấu, trưởng ban công binh, chỉ huy, thâm nhập vào cao điểm nghiên cứu địa hình địa vật đặt trận địa. Theo lời kể của anh Châu Thái Phi ở đơn vị C-13, anh cùng một đồng đội trinh sát sư đoàn tên Tâm và anh Trần Cao Ba sau khi khảo sát xong trận địa, chuẩn bị rút về tổ chỉ huy chỗ anh Đấu thì bị POT phát hiện. Chúng truy kích gắt gao. May là hướng đó có một mảnh rừng che gai. Hai người vào ẩn nấp trong này. Bọn POT bắn xối xả vào hai anh các loại hỏa lực B-40, B-41. Hai anh thoát chết trong gang tấc và mất liên lạc với đội hình. Anh Phi và anh Tâm lần mò ra hướng An Krông trong đói khát tuyệt vọng. Họ đã lấy lựu đạn mang theo ném cá dưới suối rồi bắt lên bỏ vào túi quần. Cứ vậy ăn sống những con cá đó để sinh tồn, tìm đường trở về đơn vị trong suốt 8 ngày ròng rã. Khi ra đến suối An Krông, họ tiếp tục dò dẫm về tới khu rừng giữa con đường sư đoàn bộ 307 về E95. Hai anh bất tỉnh vì đói và kiệt sức. Các đồng đội K10 tìm thấy và cứu sống họ. Chừng khỏe lại rồi họ chia tay. Tâm về sư bộ, anh Phi tìm về C-13. 38 năm sau, anh ấy kể cho tôi nghe chuyện hai anh đã thoát chết trong gang tấc. Quá khứ đối diện với cái chết vẫn còn ám ảnh anh đến tận bây giờ. Riêng Trần Cao Ba ở C-13, trung đoàn 95, không biết sao lại chạy được về hướng bộ phận anh Đấu. Khi rút ra, anh Đấu ra lệnh cho quân cứ một đoạn đường để lại một ít nước và gạo sấy, mục đích là để anh Châu Thái Phi và đồng đội Tâm thất lạc, nếu may mắn còn sống, gặp được số lương thực ít ỏi này sẽ có cái ăn uống cầm hơi để tìm đường trở lại đơn vị. Trong lúc rút lui và bị địch truy kích, các anh đã đánh mất bộ chân phương hướng bàn. Đến hôm nay, anh Châu Thái Phi mới dám nói điều này. Anh bảo, nếu về báo cáo, nhất định sẽ rất nhiều chỉ huy bị kỷ luật. Nếu địch lượm được bộ chân phương hướng bàn, sẽ biết được ý định ta đánh chúng. Chúng sẽ nâng cao cảnh giác, càng khó khăn cho ta hơn nữa. Cũng may, lúc đó địch không phát hiện và lấy được. Sau này khi thắng trận, may mắn ta tìm lại được bộ chân phương hướng bàn tại nơi rớt lúc ban đầu. Trước đó nửa tháng, khi sư đoàn 2 qua tham gia trận đánh này, tôi tranh thủ xuống gặp lại một số đồng đội ở sư đoàn 2 cùng quê Phú Yên. Tôi mừng vui biết được tin tức quê nhà qua các bạn học cùng lớp ở sư đoàn 2. Họ không ngờ lại gặp tôi tại ngầm Sar-em này trước khi trận đánh xảy ra. Không biết ai còn ai mất, hút với nhau một điếu thuốc mà các đồng đội sư đoàn 2 mang qua, hàn huyên tâm sự đôi điều, bắt tay thật chặt, không nói lời tạm biệt. Ánh mắt nhìn nhau, ngầm chúc nhau may mắn còn sống sót trở về.